quý vị và các bạn, tình trạng loạn giá kit test nhanh COVID-19, trang thiết bị, vật tư y tế không chỉ diễn ra tại Nghệ An mà còn xuất hiện ở nhiều địa phương khác trên cả nước. Và trước tình trạng này, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, trạm y tế, nhà thuốc phải niêm yết giá bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, thổi giá bán bất hợp lý. Và động thái này được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân, ghi nhận của phóng viên VTC14. Chị Nguyễn Thị Hương vừa đi làm trở lại sau hơn một tuần điều trị COVID-19 tại nhà. Do tâm lý lo ngại nên chị Hương đã đặt mua kit test nhanh COVID-19 trên mạng. Dù bỏ ra 100.000 đồng để mua kit test nhanh, nhưng chị vẫn không nhận được sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, khiến cho tình trạng bệnh trở nên nặng hơn. Chị mong muốn các nhà thuốc, các cơ sở y tế niêm yết công khai giá cả để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Tôi thì đã mua phải những kit test mà giá tăng cao hơn rất nhiều so với bình thường, và bạn bè của tôi bên cạnh thì cũng khi mà mua họ mua giúp ấy, họ cũng có bị mua là giá ví dụ như là hơn 100.000 hoặc là 120.000, nghĩa là theo cơ quan nhà nước thì giá kit test chỉ tầm độ từ 55 đến 60.000, nhưng mà cái giá mà người dân phải mua và chính xác là tôi phải mua thì là nó đội lên gấp đôi hoặc là có thể là cao hơn. Hiện tại thì Bộ Y tế đã yêu cầu là các nhà thuốc là cần công khai, minh bạch cái giá kit test để cho người dân, thì cái điều này là rất cần thiết và để cho người dân có thể là biết được cái giá và công khai cái giá để mua, và từ đó thì về cơ quan nhà nước cũng có thể kiểm soát được dễ dàng hơn về cái giá kit test. Nhiều người dân cho biết họ đã quá mệt mỏi trước tình trạng giá cả leo thang chóng mặt, tình trạng khan hàng và thậm chí là găm hàng để bán với giá cao. Không thể nào mà các cửa hàng thuốc, dù rằng họ bán những sản phẩm có thể là được đăng ký, được niêm yết đàng hoàng về nguồn gốc xuất xứ, nhưng họ rất nhiều cửa hàng thuốc chúng ta thấy thực tế là họ đang trục lợi từ ví tiền của người tiêu dùng. Có những phóng sự, có những chương trình mà tôi đã xem trên kênh VTC14, tức là khi mà người tiêu dùng đến mua thì một giá, khi đoàn chức năng kiểm tra đến thì lại là một giá khác. Đó thì chúng ta thấy là ngay bản thân của những hàng thuốc, mặc dù họ bán những sản phẩm được cấp phép nhưng họ vẫn tìm cách để đẩy giá lên. Bộ Y tế thực hiện cái việc và yêu cầu các hiệu thuốc công khai giá cho người dân thì rất là hợp lý vào cái thời điểm, đặc biệt là cái lúc đang dịch bệnh mà đỉnh điểm như thế này. Khi người ta đến, người ta nhìn vào bảng giá, người ta chỉ việc là theo đúng cái bảng giá đấy, người ta trả tiền. Cái đấy là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là các cơ quan chức năng mà khi đến kiểm tra, người ta có thể kiểm soát được cái việc đó, có cái việc nâng cái giá bán hay không. Cái thứ hai là có cái việc mà cái nguồn gốc xuất xứ nó có rõ ràng hay không. Luật sư Phan Kế Hiền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, thời gian qua tại nhiều nơi xuất hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, thổi giá bán bất hợp lý trong lĩnh vực y tế, khiến cho người dân bức xúc. Theo luật sư Hiền, yêu cầu công khai giá cả của Bộ Y tế đưa ra thời điểm này dù chậm trễ nhưng đáng hoan nghênh. Các địa phương cần triển khai quyết liệt, nghiêm túc để bảo vệ người tiêu dùng. Cái việc bán hàng thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng thì mới đảm bảo tốt tối đa đối với quyền lợi của người tiêu dùng. Và tránh trường hợp như hàng trôi, hàng lổi, hàng buôn lậu hay là hàng không có nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là hàng giả thì lên có bảng giá niêm yết công khai. Tình dịch bệnh thì không phải diễn ra ngày 1 ngày 2 và là kéo dài gần 2 năm trời vừa rồi, và dẫn đến hậu quả như chúng ta đã thấy, rất nhiều hậu quả thương tâm đã xảy ra. Và đến tận bây giờ thì mình đưa ra các giải pháp như vậy là đúng là mất bò mà lo làm chuồng. Tuy nhiên chậm còn hơn không, bởi vì theo quan điểm của tôi thì cái dịch bệnh Covid này sẽ còn kéo dài. Do đó thì Bộ Y tế cũng nên có biện pháp ngay lập tức để ổn định tình hình thị trường, đặc biệt đối với sản phẩm liên quan đến phòng chống Covid-19. Dịch bệnh kéo dài đã khiến cho nhiều người lao động lâm vào cảnh kiệt quệ. Bên cạnh mong muốn có công việc ổn định để mưu sinh, điều họ mong muốn là được mua các sản phẩm, thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 đúng giá, đúng chất lượng để tự bảo vệ mình trước đại dịch.